Thực sự là em quá là khâm phục mà các bác mà nghĩ ra được cái câu mà Lữ Hoàng trung âm, và cũng không hiểu ông nào nghĩ ra được cái câu đấy. Lữ Hoàng thì em không hiểu là đã đẹp như thế nào thì mới được 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 gọi là Lữ Hoàng. Nhưng chỉ với công lương thôi mà đã đẹp như thế này rồi. Các bác cũng sẽ thấy là cái đôi tay, cái nước da, cái bờ môi, cái sống mũi này, cái con mắt này, cái lông mày này, rồi mái tóc này, cái form vóc dáng của người ta nó cực kỳ là nó đẹp như thế này thì mới được gọi là công lương, đúng không ạ? Thế không hiểu là Lữ Hoàng thì sẽ là như thế nào, đẹp như thế nào. Cũng là không khâm phục các bác ấy thật. Và cái sản phẩm của ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác thì nó cũng không phải là những cái bức tranh này, đúng không ạ? Không phải là những cái cặp loa Bose này, đúng không ạ? Hay là về cái dòng loa Antech Lansing 19 này. Và ngày hôm nay thì em cũng muốn làm một cái video clip để giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm mà nó cũng sẽ có liên quan đến về Lữ Hoàng trung âm các bác nhé. Và cái sản phẩm của ngày hôm nay thì đã được các bác chơi, các bác đã sưu tầm rất là nhiều, rất là gọi là nó cũng cực kỳ là hiếm ở trên thị trường và được các bác chơi đánh giá cực kỳ là cao, được phong tặng cho gọi là cái tước hiệu cũng như là cái danh hiệu là Lữ Hoàng trung âm, thì chắc chắn là nó cũng sẽ là một cái sản phẩm mà để cho các bác không phải thất vọng đâu, một cái sản phẩm rất đáng chơi và rất đáng để sưu tầm. Và em cũng không để cho các bác chờ lâu nữa, chúng ta cùng đến với cái sản phẩm ngày hôm nay. Thế mới biết được rằng là công nhận là người Việt Nam của chúng ta cực kỳ là giỏi, đúng không ạ? Các bác dành những cái từ ngữ em thấy là chúng ta dường như là có quá ít người nghĩ được ra thôi. Lữ Hoàng trung âm, đúng không? Một cái sản phẩm và ngày hôm nay thì em thấy là được các bác chơi cũng như là các bác sưu tầm rất là nhiều, và điều đặc biệt là cái bóng 300B thì được cực kỳ các bác nhiều người quan tâm, người ta sử dụng rất là nhiều. 300B và 845 thì cái bóng nào thì cũng có cái điểm mạnh điểm yếu riêng, đúng không ạ? Thế nhưng mà 300B thì em thấy là được nhiều các bác chơi về phần trung âm thì họ chơi rất là nhiều hơn, đúng không ạ? Vâng, và cái sản phẩm của ngày hôm nay thì vẫn đến từ cái thương hiệu Lặng Men nhé, với cái model đây là Lặng Men MB300. Và cái sản phẩm này thì đang làm một cái bộ mono block được tách riêng ra hai kênh riêng biệt, đúng không ạ? Và cái bộ này thì được sản xuất vào những cái năm 84, đúng không ạ? 84 thì đến bây giờ thì cũng được đến hơn 30 năm rồi, gần 40 năm rồi. Nhưng cho đến cái thời điểm hiện tại thì lại được cực kỳ là nhiều các bác quan tâm, đúng không ạ? Thế mới biết được rằng là các cái linh kiện trước đây mà hãng Lacman sử dụng vào thì thực sự là nó rất có giá trị, đúng không ạ? Và cũng xin được chào mừng các bác đã quay trở lại đến với kênh Thanh Hà Video. Thì với 300B thì cũng là một cái sản phẩm mà lần đầu tiên về hàng với số Thanh Hà Video, thì em cũng muốn là dành một cái video clip riêng để nói về cái dòng sản phẩm này. Cũng có rất nhiều các bác và quan tâm về cái dòng sản phẩm này, thế nhưng mà các bác cũng sẽ thấy rằng là ở cái thị trường Việt Nam ấy thì nó quá ít đi, và ngày xưa những cái năm 84 thì 84 85 thì thực sự là đến Việt Nam của chúng ta còn đói ăn quả sừng đi được, đúng không ạ? Thì nói gì đến cái vấn đề về ăn ngồi lại mà ăn chơi, đúng không ạ? Thế mới biết được là người Nhật thì họ đã đi trước chúng ta xa đến như thế nào, đúng không ạ? Và cái sản phẩm của ngày hôm nay thì cũng vậy, được cực kỳ là các bác nhiều các bác quan tâm. Và bây giờ thì hãng Lắc Men này thì cũng đã ra được cái sản phẩm mới là những cái năm 2018, đó là Lắc Men MQ300, thì cũng sử dụng cái bóng đây là cái bóng 300 các bác nhá, 300B, đúng không ạ? Và hãng thì cũng khuyến cáo với lại người chơi, người sử dụng luôn là chúng tôi cũng có thể là khai thác được cái dòng sản phẩm này lên đến 20 hoặc 30W để sản xuất, để dùng trong cái rạp chiếu phim hay là những cái hội trường để phục vụ cho những cái cặp loa lớn hơn. Thế nhưng mà họ chỉ mục đích họ vào đây đưa vào đây sử dụng là sử dụng được lâu, được bền này, đúng không ạ? Và đảm bảo đầy đủ cái chất lượng lên, họ chỉ có khai thác ở đây là 8W thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, chỉ có 8W thôi. Và nếu như mà chúng ta đem ra so sánh với lại những cái chiếc âm đi bán dẫn thì với 8W thì chắc chắn là các bác sẽ nghĩ rằng là ôi, nó công suất nhỏ như vậy thì nó đánh cái gì, đúng không ạ? Kéo những cái dòng loa gì, cái dòng loa bằng bàn tay à, đúng không ạ? Thế nhưng không phải, lại quá hay khi mà chúng ta đã được nghe, đã được sở hữu cái dòng sản phẩm này bên ngoài đời thì sẽ thấy là cái công suất ở đây thì nó không có liên quan quá nhiều đến về cái phần lực đẩy ra loa, các bác ạ. Vâng, và sau đây thì em sẽ quay lại gần hơn để chúng ta có thêm một cái nhìn về dòng sản phẩm này, các bác nhé. Vâng, và đây thì sẽ là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay với Lacman MQ300, đúng không ạ? Và những cái điểm mà em thấy là xịn ở trên cái dòng sản phẩm này thì điều đầu tiên là họ được làm, họ phủ sơn mài rất là đẹp này, cái phần gỗ này rất là tinh tế này, và tiếp đó thì cái chữ Lacman này, đúng không ạ?
cái chữ lắc men này thì cũng được họ làm bằng bằng đồng các bác nhá. Sau đó thì họ mạ vào xong thì họ bắt đầu mới phủ lên đây. Thì chúng ta nhìn, khi mà chúng ta nhìn ngoài đời đấy thì nó sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, thì em sẽ zoom rõ lên để các bác nhìn cho nó rõ hơn một chút, tại vì là nó hơi ngược sáng một chút mà. Đấy, các bác nhìn thấy là nó cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo thì cái hệ thống chân chén này đúng không ạ? Đều được làm bằng nhôm, trên dưới là nhôm này, dùng cho cái hệ thống tản nhiệt này đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, về cái phần bên trên, khi mà chúng ta từ trên chúng ta nhìn xuống thì sẽ thấy được cái độ đẹp tiếp theo của cái dòng sản phẩm này nữa đúng không ạ? Thì các bác sẽ thấy là các cái tăng phô này, biến áp này thì đều được hãng bọc vào để tránh nhiễu này, và đến bây giờ thì cũng chỉ dùng như thế này thôi, các cái công nghệ bây giờ đúng không ạ? Đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái model ở trên này nữa. Rồi em sẽ zoom rõ ra hơn. Đây, model đây các bác nhá, model Lakmen MB300 đấy, Ultimate này. Đây thì sẽ là một bộ mono block sử dụng bóng Western Electric 300B này. Tuy nhiên thì đây sẽ là cái bóng sẽ bị thay rồi. Và chơi em đi bóng đèn thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị giới hạn bởi cái giờ rồi, giờ nghe. Thế nên là khi mà bóng đã già luôn thì bắt buộc chúng ta phải thay bóng. Đấy, đấy thì cũng là một cái điểm mà hạn chế của em đi đèn. Và cái điểm hay của âm ly đèn là khi mà chúng ta chơi sau đó thì chúng ta muốn thay đổi giọng ca sĩ này, thay đổi chất âm, thì chúng ta chỉ cần thay bóng đèn thôi là chúng ta lại được một cái giọng ca sĩ mới này, thay đổi thêm một cái giọng chất âm mới. Đấy, và các cái bóng nắn thì sẽ là 12BH7A này, 6AQ8 này. Đấy, và một cái bộ mono block như thế này thì nếu như mà chúng ta đem ra so sánh giữa MQ300 đúng không ạ và MB300 thì em sẽ vẫn thích là MB300 hơn. Mà Q300 thì mặc dù là hãng Lakmen này mới phát hành thôi đúng không ạ? Mới phát hành thôi, thế nhưng mà cái kể cả là về chất âm lẫn hình thức đi thì nó vẫn không thể đẹp bằng MB300 này được đúng không ạ? Q300 thì vẫn kém hơn rất là nhiều, thế nên là cái dòng này thì được rất nhiều các bác quan tâm lựa chọn chơi mono block tách biệt giữa hai kênh luôn các bác nhá. Và các cái phụ kiện đi kèm thì các em này về hàng thì thật là hoàn hảo đúng không ạ? Đầy đủ phụ kiện, thùng xốp đi kèm mới chết chứ. Và các bác cũng sẽ thấy là cái thùng xốp hai lớp vẫn còn đó nhá. Cái đến cái thùng xốp mà họ còn lưu giữ được đẹp như thế này thì các bác đủ hiểu là cái chủ cũ họ trân trọng cái máy, cái sản phẩm này như thế nào đúng không ạ? Không phải là cái thùng xốp mà là khi mà cái máy có thùng xốp mà bên xốp bán đắt hơn một chút, nó không phải. Chúng ta bên em đã nhập, cố gắng là nhập những cái chiếc máy trọn vẹn hoàn hảo về để phục vụ khách hàng đúng không ạ? Mặc dù là nó đắt hơn ngoài thị trường một chút thì cũng được, tại vì là ngoài như chúng ta là mua được một cái con máy nó đẹp này đúng không ạ? Nó đẹp thì chúng ta lại mua được thêm một cái hay nữa là mua được thêm cái tính cẩn thận của chủ cũ, mà chúng ta cũng rất mong muốn là gặp được những người chủ cũ nó sử dụng nó một cách trân trọng và lưu niệm thì đến tay của chúng ta thì nó mới còn đẹp được như thế này đúng không ạ? Đấy, và cái sản phẩm này thì cũng vậy, nó quá trọn vẹn rồi đúng không ạ? Điểm tiếp theo của trên cái sản phẩm này mà em thấy là nó cũng là một cái cực kỳ là hay. Đây, các cái giấy tờ đi kèm thì vẫn còn các bác nhá. Đấy, trong đó thì có một cái thư của cái ông xạ trồ luôn, là cái ông giám đốc đấy, ông ấy ký vào đây, ông viết tay vào đây. Đây, các bác thấy không? Chữ ký của ông ấy luôn này, viết tay đóng con dấu này, đúng không ạ? MB300 ở đây này, đúng không ạ? Đây là cũng là một cái thẻ bảo hành luôn các bác nhá. Trong đây có ngày mua này. Đấy. Thì cũng có rất ít các cái thông tin về cái dòng sản phẩm này ở trên thị trường. Tại vì sao? Tại vì là hãng Lakmen này thì cũng không có công bố các cái thông tin, và họ chỉ tặng cho chúng ta những cái quyển sổ như thế này để chúng ta đọc, chúng ta tham khảo. Thế nhưng đa số là cái trên thị trường Việt Nam thì chúng ta lại không biết tiếng Nhật, thế nên là không có một ai đọc và dịch cái này cho các bác được, đúng không ạ? Đấy, em thì cũng có đọc được qua một chút ở đây thì các cái thông số ở đây thì ví dụ như là đặt cái bóng của Electric này, cái tần Electric 300B này, cũng như là các cái mạch như thế nào, rồi thì là họ khai thác mạch ra làm sao, đúng không ạ? Đấy, họ chỉ có khai thác là em mới đọc qua một chút thôi, đúng không ạ? Thì nếu như họ cũng có thể là khai thác ở cái công suất tối đa lên đến 20-30W, thế nhưng mà họ chỉ có khai thác ở đây là có 8W thôi để bảo đảm cho cái vấn đề bền bỉ trong cái quá trình sử dụng này. Và tiếp theo thì phía đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có một cái mốt ở đây, đây đúng không ạ? Đấy,
chúng ta sẽ có ba cái mốt chơi. Đầu tiên là trừ 8 này, chúng ta sẽ nên trừ 10 và là 0 dB này. Tùy theo cái công suất cũng như là cái tai nghe của chúng ta mà chúng ta sẽ lựa chọn. Đúng, ví dụ như là về cái chỗ số 8 nằm này, đúng không ạ? Âm 8 nằm này thì máy sẽ gọi là không xuất tín hiệu ra được nữa các nhá. Thường thường là nghe ở cái mức 10 trừ 10 dB này là ok, em thấy là tiếng nó không bị vỡ ra cũng như là nó đảm bảo được cái độ trung tính. Nói chung là tốt nhất thì chúng ta nên nghe ở cái mức 10 này, sau đó thì chúng ta vặn thêm ở cái phần volume ở trên cái phần con pre đấy thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bạn. Rồi ok, nhìn chung thì đây cũng là một cái dòng sản phẩm mà em thấy là nó cực kỳ là hiếm ở trên thị trường. Thế nên là với các bác mà có điều kiện kinh tế một chút này, hay là có cái nhu cầu mà muốn gọi là sở hữu sưu tầm cho mình ấy, thì em thấy là chúng ta sưu tầm thì cũng cực kỳ là hay đấy. Và cái điểm mạnh của cái dòng sản phẩm này thì em có trải nghiệm qua về chất âm thì mới thấy được rằng là nó không sai với lại cái tên mà nữ hoàng của 300B đâu. Nhưng mà bóng 300B không phải nó không sai là cái biệt hiệu là nữ hoàng 300B đâu. Nó đặc biệt nó xuất sắc ở cái giải trung và cái giải cao, nó nên cực kỳ là hay, tiếng rất hay và tách bạch ở các cái giải tần khi mà chúng ta ngồi nghe nâu hay là chúng ta ban đêm, đặc biệt là ban đêm mà chúng ta ngồi chúng ta gọi là thẩm âm mới thấy được cái độ hay. Nó cực kỳ là nó xuất sắc các bạn. Thế mới biết được rằng là người Nhật họ giỏi như thế nào. Và hiện tại thì trên thị trường cái con máy này, bộ đôi monoblock này thì sẽ có giá dao động từ 150 cho đến ngoài 175 triệu, có shop bán lên đến gần 200 triệu. Thế nhưng mà bên shop Thanh Audio thì vẫn luôn luôn, mặc dù là bên em đã mua những cái sản phẩm còn có thùng này, còn đẹp, còn mới như thế này, thế nhưng với cái giá giao dịch cho các bác còn tốt hơn như thế nữa rất là nhiều. Mà các bác quan tâm thì hãy liên lạc sớm đến bên shop Thanh Audio nhé, tại vì đây chỉ là một dòng sản phẩm mà chỉ có một cặp ở trên duy nhất ở trên thị trường thôi đó nhá. Đấy, và cái video này thì em cũng xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.